Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, nhắc đến Thượng Tòa Thích Chân Quang, chắc hẳn người dân Việt Nam chúng ta không ai là không biết vị sư quá nhiều tai tiếng thị phi này. Thời gian vừa qua, từ khóa Thầy Thích Chân Quang được tìm kiếm trên mạng xã hội với lượt truy cập phải nói là quá khủng, không thua kém gì bậc chân thu minh tuệ. Trái với sự minh tuệ, được mọi người tìm kiếm với lòng tán thán ngưỡng mộ quan tâm lo lắng kính trọng và biết ơn thì sư thầy thích chân quan lại nổi tiếng với những vụ lùm xùm những phát ngôn gây bức xúc chấn động dư luận khiến cho mạng xã hội dậy sống người ta tìm kiếm vị sư này như một sự hiếu kỳ một sự đã kích vô cùng nghiêm trọng người ta đặt câu hỏi rằng tại sao một vị sư như vậy lại vẫn đang hàng ngày ngồi thuyết giảng trước hàng ngàn Phật tử. Và rồi việc gì đến ác phải đến. Người làm sai phải chịu sự trừng phạt, không để cứ sai thêm sai gây bất bình trong xã hội được. Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thẩm tra rà soát, xác minh những phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang đang bị dư luận phản ánh. Cho tới hôm nay, ban tôn giáo mới có văn bản trả lời rõ ràng với công chúng về Thượng tòa Thích Chân Quang. Theo như thông tin trên báo giác ngộ sáng ngày 19 tháng 6 cho biết rằng, giáo hội đã đưa ra quyết định biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với Thượng tòa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, giáo hội quyết định kỷ luật Thượng tòa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Chùa Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong vòng 2 năm. Giáo hội cũng yêu cầu Chùa Thiền Tôn Phật Quang và Thượng Tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả phái quy y tam bảo, tự thay đổi nội dung không đúng với năm giới căn bản của người Phật tử tại gia do Đức Phật chế định. Đồng thời, Thượng Tòa Thích Chân Quang phải gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Song song đó, Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh thành phố, không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang ban thường trực hội đồng trị sự giao ban tăng sự trung ương ban pháp chế trung ương ban kiểm soát trung ương giáo hội phật giáo việt nam và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu giám sát thi hành kỷ luật đối với Thượng tòa thích dân quan trong vòng 2 năm giáo hội cũng giao ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật hiện hành. Đó là các nội dung liên quan tới việc xử lý kỷ luật Thượng Tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong thông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại phiên họp ngày 18 tháng 6 năm 2024 diễn ra ở Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là phiên họp nhằm xem xét xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang trước phản ánh bằng văn bản và đơn thưa của cộng đồng Phật tử nhân dân cũng như phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang gây hoang mang trong xã hội, bị cộng đồng phản ứng và làm suy giảm niềm tin Phật Pháp ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như ý kiến của các đại diện ban chuyên môn phát biểu tại buổi họp, giáo hội khẳng định một số nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang về giáo lý nhân quả không đúng chánh pháp. Giang bản thông báo kết luận này cũng được đệ trình ban Thượng trực hội đồng chứng minh thông báo đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi đến Ban Tôn giáo Chính phủ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các cơ quan chức năng có liên quan. Được biết trong nội dung của Phái Quy Y Tam Bảo do Chùa Thiền Tôn Phật Quang phát hành, Thượng tọa Thích Chân Quang ký tên là Bổn Sư Truyền Thọ. Phần 5 giới cấm của Đức Phật, giới thứ ba không tà dâm, bị sửa thành không phản bội. Chúng ta biết rằng Đức Phật đã đề ra năm giới cấm của người tu đó là thứ nhất, không được giết hại, thứ hai, không được trộm cướp, thứ ba, không được tà dâm, thứ tư, không được nói sai sự thật, thứ năm, không được uống rượu. Nhưng Thầy Thích Chân Quang đã sửa thành năm giới cấm trong các văn bản tại chùa của Sư Trụ Trì như thế này. Thứ nhất, không được giết hại, thứ hai, không được trộm cướp, thứ ba, không phản bội, thứ tư, không được nói sai sự thật và thứ năm là không được uống rượu rõ ràng đây là một sai phạm vô cùng nghiêm trọng đối với một vị tu hành theo giáo lý của đức phật có học trò nào lại đi sửa lời dạy của thầy mình hay không giới cấm không tà dâm bị sửa thành không phản bội chúng tôi thiết nghĩ là hay vì giới cấm thứ ba bị sửa mà hàng trăm phật tử tu theo thầy một lòng trung thành tuyệt đối dù biết là có những điều thầy nói thầy làm trái với giáo lý nhà Phật Nhưng vẫn không dám lên tiếng hay phản bội lại lòng tin về thầy Dân, kính thưa quý vị và các bạn Đây không phải là lần đầu tiên thầy thích chân quan Bị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm tra Quay dòng thời gian về chừng 10 năm trước Sư thích chân quan cũng đã có những vụ lung xùm tranh chấp đất đai kiện cáo liên quan tới pháp luật Trước đó, vào ngày 19 tháng 4, Ban Hoàng Pháp Trung ương và Văn phòng Hai Trung ương Giáo hội đã xác định vi phạm và kiểm điểm thượng tọa của Thiền Tôn Phật Quang vì nội dung không đúng chuẩn mực trong các bài thuyết giảng. Đồng thời khẳng định thầy chỉ giữ chức vụ trụ trì, không tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như ban trị sự của địa phương. Đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng Tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề ở nhiều đạo tràng thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch, cúng dường. Nhiều trang cá nhân và các trang mạng xã hội đã có những tranh cãi liên quan tới một số nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo đó, đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng Tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề ở nhiều đạo tràng thính pháp khác nhau. Chẳng hạn, Thượng Tọa Thích Chân Quang nói là cái võng là nơi diệt hết công đức của chúng sinh. Theo lý giải, do lúc nằm võng nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đạp bằng chân vô mặt hết, cho nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là gì vậy kể về việc ma đói mà còn không nói được thượng tọa thích chân quan giải thích đó là do lúc sống đã dùng giọng nói nó bậy phỉ bán kinh điển và hát karaoke hay hát karaoke nhiều người đó có nguy cơ chết làm ma công thượng tọa thích chân quan khẳng định như vậy bên cạnh đó chị này còn cổ suý cho việc giải hạn cầu tài lộc bằng cách cúng dường khích lệ Phật tử quyên góp tiền cho nhà chùa và rất rất nhiều phát ngôn gây sốc mà chúng tôi đã gửi đến quý vị ở một số video viết về Thầy Thích Chân Quang trên kênh của chúng tôi trước đó. Quý vị có thể mở xem lại để hiểu rõ hơn về những bê bối, những phát ngôn phản cảm của vị trụ trì này. Dân đã có những Phật tử tu tập theo Thầy Thích Chân Quang lên tiếng cho rằng nhiều tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép câu nói phát ngôn của thầy Thích Chân Quang trong một số buổi thuyết giảng rồi tung lên mạng nhằm mục đích khác, nhưng không đặt trong bối cảnh cuộc trò chuyện khiến cho cộng đồng hiểu sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của vị thầy đáng kính của họ. Thậm chí, ngay cả khi thầy Thích Chân Quang bị kỷ luật như hiện nay, rất nhiều người vẫn mê muội cho rằng thầy bị quan cần trả lại sự trong sạch cho thầy một số còn đăng đàn lên trang cá nhân của chính mình là cứu thầy của tôi cứu ai ai cứu nổi thầy nếu như không có những thuyết giảng gây quan mang dư luận những ngày tháng qua thì làm sao thầy có ngày hôm nay giống như thầy đã từng giảng rất nhiều bài về nghiệp nhân quả thì ngày hôm nay chính là những nhân quả mà thầy phải gánh cho những sai lầm của chính mình không ai có thể cứu thầy ngoại trừ chính thầy phải tự sám hối, phải ăn năn cho những việc làm của mình. Hai năm là khoảng thời gian đủ dài cho một bậc tu hành soi xét kiểm điểm và chiêm nghiệm về bản thân mình. Chúng ta cũng nên có những cái nhìn tích cực và hy vọng cho một người tu sớm quay đầu là bờ. Quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe luôn bình tâm và vững tin trên con đường nghe pháp học đạo của chính mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, sau khi sư Minh Tuệ xuất hiện hai lần trên sóng truyền hình nhà nước, làm an lòng hàng triệu trái tim đang theo dõi sư. Sư được trở về cuộc sống tu hành như thường ngày, sư vẫn làm không ồn ào, không náo nhiệt không có những tranh cãi đúng sai. Thay vào đó là những lời chúc, lời cầu nguyện của công chúng dành cho sư Minh Tuệ. Hình ảnh một bậc chân tu đáng kính với đôi chân trần đi khắp đất nước sẽ luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, cư dân mạng lại bắt đầu đổ dồn sự quan tâm, chỉ trích và thậm chí là lên án cho những kẻ trước đây đã bôi nhọ sư Minh Tuệ những kẻ cho rằng sư là giặc là chống phá đất nước nọ kia. Đầu đó, cư dân mạng đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng, một lời xin lỗi từ những gì này. Một trong số đó phải kể đến nữ hoàng thị phi Angela Phương Trinh. Chúng ta hãy tìm hiểu về tiểu sử cô này một chút trước khi bàn về những ồn ào vừa qua của cô Hot Girl này. Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cái tên từng rất hot trong khoảng thập niên 2000-2010. Cô được công chúng biết đến rộng rãi khi đảm nhận gia chính trong bộ phim Mùi Ngọ Gai khi chỉ 10 tuổi. Những năm sau đó, cô liên tục ghi dấu với loạt phim truyền hình nổi tiếng như Linh Lan Trắng, Thứ Ba Học Trò, Áo Cưới Thiên Đường, Mùa Hè sôi Động, đặc biệt tác phẩm sitcom Người Mẹ Nhí đã khiến tên tuổi của cô gái khi đó còn rất nhỏ đã trở nên vô cùng nổi tiếng với lối diễn xuất tự nhiên đáng yêu, tình anh và thông minh để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem. Tuy nhiên, kể từ khi nổi với vai trò là diễn viên nhí đến tuổi trưởng thành, cô thường xuyên tạo ra những scandal dậy sống dư luận. Ngay ở độ tuổi 17, Angela Phương Trinh liên tục gây xôn xao khi khoe da thịt quá đà, bị tố bỏ học từ năm lớp 9, chưa tốt nghiệp cấp 2, phẫu thuật thẩm mỹ giữa năm 2012. Angela Phương Trinh bị phản đối vì chụp quảng cáo với nội y với những tư thế tạo dáng đầy khiêu khích khi vẫn còn ở tuổi teen. Cô cũng gây xôn xao với phát ngôn có đại gia xin trả 20.000 đô la để gặp tôi 20 phút hay tuyên bố sẵn sàng kiểm tra trinh tiết khi dướng vào nghi vấn tham gia đường dây mua bán dâm nghìn đô của Mỹ Xuân. Năm 2013, quán bar nơi Angela Phương Trinh biểu diễn bị phạt 3,5 triệu đồng do xuất hiện với bộ đồ siêu ngắn khoe toàn bộ cặp chân trần. Nhiều người quán bar gọi cô là can lộ lộ của Việt Nam. Không chỉ hát Angela Phương Trinh còn có những động tác múa cột để khiêu khích. Năm 2014, Angela Phương Trinh dướng lùm xùm với đại gia thẩm mỹ quốc Thái. Cô tiết lộ rằng từng bị ông này dọa tung ảnh nóng nếu cắt đứt mối quan hệ. Cô cũng tuyên bố sẽ trả lại túi sách, đồng hồ hàng hiệu và một nửa số tiền anh hỗ trợ cô mua chiếc xế hộp 6 tỷ đồng mới đây. Nhưng mà ngược lại, vị bác sĩ thẩm mỹ kia phải trả tiền cho cô nàng vì sử dụng hình ảnh khi chưa được sự đồng ý để quảng cáo cho thẩm mỹ viện của mình. Những năm vừa qua, Angela Phương Trinh hầu như không có tác phẩm và không đóng góp gì cho nghệ thuật lẫn giải trí. Trước nhiều ồn ào như vậy, năm 2018, Angela Phương Trinh tuyên bố tạm rời xa làng giải trí đến nương nhờ cửa Phật. Người theo dõi nữ diễn viên, viên thường thấy cô đăng tải những hình ảnh ở chùa tu tập và làm thiện nguyện. Sau 6 năm ẩn mình khỏi ngành giải trí, cứ tưởng rằng cô gái này đã quay đầu là bờ, nương vào cửa Phật, tâm tánh cũng đổi thay. Nhưng không, cô gái này bỗng nổi lên rần rần với những phát ngôn gây sốc, chủ yếu nhắm vào hiện tượng tu sĩ Minh Tuệ đi bộ hành xuyên diệt, gây chú ý. Trên trang cá nhân, Angela phương trinh liên tục đăng tải các bài viết nêu quan điểm bài trừ phương pháp tu hành của sư minh tuệ bằng lời lẽ nặng nề giọng điệu thì gay gắt cô mỉa mai cho rằng đây là bộ phim và xem sư minh tuệ là diễn viên thậm chí cô gọi những người mang quan điểm khác mình là giặc những ý kiến trái chiều với mình là truyền thông bẩn đây là những lời lẽ khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ Giới thói lộng ngôn thiếu suy nghĩ không thể chấp nhận được của một người phụ nữ trưởng thành sắp bước qua tuổi 30. Trong khi đó, trên trang cá nhân có tiết xanh chính chủ của cô lại thường xuyên đăng tải và cập nhật những bài giảng, những hoạt động của Thượng Tọa Thích Chân Quang cùng Thiền Tôn Phật Quang nơi vị sư này trụ trì. Đáng chú ý vào ngày 30 tháng 5 trang này còn xe video bài giảng của thầy chân Quang, nói rằng ai nằm mái lạnh giữa lúc trời nắng nóng là ác nghiệp vì trái với tự nhiên thậm chí cô còn khẳng định rằng những ý kiến trái chiều là truyền thông bẩn khiến cho hàng ngàn người giàu thả biểu tượng cảm xúc phẫn nộ chỉ trích nặng nề thậm chí có người còn ví von rằng la phương trinh và thầy thích chân quan là nồi nào dung đấy ám chỉ thầy nào thì trò như vậy. Do đó, việc Phương Trinh chỉ trích Sư Minh Tuệ đi bộ hành cũng đúng với tôn chỉ của thầy Thích Chân Quang. Khi vị sư này cũng từng có bài giảng gọi thầy Minh Tuệ với những giọng điệu đã kích thiếu tôn trọng là thằng Ba Trận. Thượng tọa Thích Chân Quang cũng là người học rộng tài cao với học vị tiến sĩ luật nhưng cũng để lại không ít scandal chúng tôi cũng đã gửi tới quý vị về những scandal của ông này ở một bài bình luận trước đó quý vị hãy xem lại các video trước trên kênh của chúng tôi để hiểu thêm về ông sư này nhé trở lại với angela phương trinh sau khi bị mẹ ruột và em gái tố trên mạng xã hội cũng như sự việc sư minh tuệ đã trắng đen rõ ràng sư được truyền thông nhà nước đưa tin chính quyền bảo vệ người dân yêu quý đập tan những ý kiến ngông cuồng của cô Angela Phương Trinh trước đây cho rằng sư có ekip nọ kia chống phá đất nước. Động thái của cô sau tất cả các sự việc là đăng bài trên trang cá nhân có hơn 2,2 triệu người theo dõi. Tuy nhiên cô đã khóa bình luận. Trong bài viết cô chia sẻ như thế này. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Trinh đăng những giọng này với mong muốn xin lỗi và xin đính chính về một số thông tin sai lệch được lan truyền chóng mặt đến cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Thứ nhất, Angela Phương Trinh mất tích, không liên lạc suốt 2 năm. Trong suốt thời gian qua, từ khi trở lại showbiz, Trinh luôn cố gắng xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Ngoài công việc cá nhân như quay chụp cho các nhãn hàng, đi dự sự kiện live stream Trinh còn dành thời gian tham gia những khóa thiện, tham gia hoạt động trồng cây, diễn nghĩa trang liệt sĩ, đắp đường, nhặt rác vân dân. Và tất cả những hoạt động ấy, Trinh đều chia sẻ công khai trên tất cả các trang mạng xã hội của mình, cũng như mời mọi người cùng về tham gia chung với Trinh. Điều đặn mỗi ngày Trinh đều lao động kiếm tiền chân chính, Mọi người cũng có thể thấy Trinh dẫn livestream cùng các nhãn hàng mỗi tuần, mỗi tháng chứ không hề có chuyện trình u mê, tu tập lẫn tránh khỏi đời mà không làm gì ạ. À. cá Cả nhân trình là một công dân Việt Nam, trình luôn ý thức việc mình đang làm, luôn cố gắng đóng góp cho xã hội và lan tỏa những điều tích cực tốt đẹp, tử tế đến với cộng đồng thông qua từng hành động nhỏ của mình. Từng những bài đăng kêu gọi tinh thần yêu nước trong những ngày lễ lớn, những đạo lý tốt đời đẹp đạo hay những hình ảnh trinh đi làm công tác xã hội tất cả điều gì ước mong cho cuộc đời này ngày càng tốt đẹp hơn ngoài ra không gì mục đích riêng nào khác việc trinh có mất tích hay không trinh nghĩ là các thông tin phía trên đã đủ và trinh tin rằng các bạn sẽ dễ dàng có một cái nhìn thấu tình đạt lý về vấn đề này nếu sợp tìm tên trinh và tên em gái trinh trên facebook thì hai năm gần đây sẽ thấy trinh và trang xuất hiện cùng nhau như đi sự kiện về quê ăn tết ăn dỗ đi cà phê quay chụp like trim chung trinh cũng quay clip quảng cáo với mẹ và gần 2 năm nay trinh cũng qua nhà thăm mẹ nhắn tin liên lạc với mẹ chuyện gia đình trinh cũng mong các bạn đừng hiểu lầm để không ảnh hưởng đến ba mẹ và em gái của trinh nè à. thứ hai về bài đăng liên quan đến ông Lê Anh Tú. Sư Thích Minh Tuệ Trong thời gian qua, chứng kiến những hình ảnh clip lan truyền trên mạng về đoàn người tu tập đi bộ hành gây tắc nghẽn giao thông khiến cho Trinh thực sự rất lo lắng. Trinh không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu cách đám đông dài chục mét, dài km mà có đám cháy thì xe cứu quả sẽ đi qua như thế nào? rồi những nạn nhân trong đám cháy sẽ ra sao? Rồi lực lượng chức năng hàng ngày làm nhiệm vụ, xe cứu thương đang cấp bách cứu người. Tất cả đều cần một chiến tuyến giao thông an toàn không bị cản trở. Cả nhân trinh thật sự rất thổn thức và đau lòng, xót xa. Khi hiện tượng này ngày càng lan xa, đoàn người mỗi lúc càng đông và đỉnh điểm là có người đã ngất xỉu, thậm chí tử vong vì sốc nhiệt trên đường đi. Tình hình kéo dài đã gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, vốn đang yên bình. Lực lượng công an đã vất giả, nay lại càng vất giả hơn, khi hàng ngày phải cố gắng ổn định đám đông. Nghiêm trọng hơn khi xuất hiện những hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, các thế lực lợi dụng để chia rẽ tôn giáo và chống phá nhà nước Việt Nam. Thêm nữa, nhiều người ủng hộ ông Lê Anh Tú, tức là Sư Minh Tuệ, một cách cực đoan đã có hành động và lời lẽ xúc phạm tăng đi trong giáo hội phật giáo việt nam gây chia rẽ mất đoàn kết tôn giáo những hệ lụy nghiêm trọng này đã được các báo đài chính thống đưa tin báo tin tức thông tấn xã việt nam báo pháp luật thành phố hồ chí minh và những báo công an khác trinh xin phép gửi link tại comment cho mọi người cùng đọc và tiếp cận những thông tin chính thống để có những nhận định chính xác nhất thực lòng trinh chỉ muốn lan tỏa đúng chánh pháp và tình yêu nước tới mọi người mong mọi người chấp hành mọi quy định của pháp luật không gây xáo trộn cho xã hội mà thôi trinh đã không khéo khi diễn đạt cảm xúc cá nhân của mình trinh xin lỗi cả nhà vì những phát ngôn vừa qua khiến cho mọi người không được vui và xảy ra những tranh cãi không đáng có hiện nay vụ việc ông minh tuệ cũng đã dừng đi bộ trinh cũng xin xóa các bài viết về ông để tránh gây ra những ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Trinh còn nhiều kém dở và vẫn đang trên con đường học đạo của mình. Trinh sẽ cẩn trọng hơn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình và Trinh mong cả nhà yêu thương và thông cảm cho Trinh. Thứ ba, về những thông tin bôi nhỏ các ghép hình ảnh của Phương Trinh và Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Chân Quang. Đối với Trinh và hàng ngàn đệ tử khác, thầy là một vị tu sĩ đáng kính đã mang suối nguồn đạo lý quý giá của đức phật truyền dạy cho đệ tử của mình từ khi được học đạo lý trinh như được sinh ra một lần nữa trinh bắt đầu có ý thức sống tích cực sống yêu thương sống cống hiến sống phụng sự cộng đồng cố gắng góp một phần nhỏ bé cho xã hội cho đất nước trinh chưa bao giờ được gặp riêng thầy và cũng chưa bao giờ nói chuyện riêng chỉ có hai thầy trò với thầy bao giờ vào những ngày đại lễ hay những buổi thuyết pháp của thầy trinh có về tham dự nghe giảng và được gặp thầy cùng với rất nhiều huynh đệ thân yêu trinh cũng chỉ về chùa dự đại lễ rồi về lại nhà riêng của mình ở thành phố hồ chí minh trinh cũng như bao phật tử khác khi đến chùa là trang nghiêm theo thời khóa và phụng sự công quả chuẩn bị cho các buổi lễ chưa ai được gặp riêng thầy bao giờ cả vì xung quanh thầy lúc nào cũng có quý thầy thị giả đó là nguyên tắc trong đạo tu sĩ không được tiếp khách một mình do đó việc trinh có tiếp cận gần hay những tin đồn trên mạng là hoàn toàn sai sự thật rất mong các cơ quan chức năng xác minh những hành vi bôi nhọ xúc phạm danh dự trên mạng xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống công việc và gia đình của trinh trinh xin chân thành cảm ơn mọi người cảm ơn những ai đã yêu mến ủng hộ trinh và cả những lời góp ý về trinh để được hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Bài đăng tẩy trắng trên trang cá nhân của cô sau khi được đăng tải không hề làm dư luận bớt dậy sống Ngược lại, cộng đồng càng phẫn nộ gây gắt hơn khi cô đánh lái quan điểm sang việc chỉ trích sư Minh Tuệ là vì lo cho sự an nguy của bá tánh. Nhiều người đã thốt lên rằng làm như mình cao thượng lắm á, Chẳng qua giờ rõ ràng rồi, không biết giấu mặt vào đâu mà thôi. Lúc trước cao ngạo, rượu rao như thế cơ mà. Nghiệp quật không chừa phát nào cho coi. Mối quan hệ của Angela Phương Trinh và gia đình, cũng như việc học trò thân cận của thầy Thích Chân Quang hay không, đến nay vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý scandal truyền thông này một cách triệt để. Là một người nổi tiếng, anh sẽ phương trình đã vi phạm chuẩn mực về đạo đức, thể hiện sự kém cỏi trong nhận thức giáo lý của Phật giáo. Cô đã dùng ảnh hưởng của mình để tuyên truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang cho dư luận. Thiết nghĩ cần có chế tài xử lý thật nghiêm trong các trường hợp này để những chuyện tương tự không còn tái diễn nữa, trả lại sự trong sạch cho cộng đồng Phật tử nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Phần cuối của video chúng tôi xin trích một đoạn bình luận mà chúng tôi rất tâm đắc khi khán giả bình luận về sư minh tuệ chưa có nước nào trên thế giới kể từ thời đức phật đến nay mỗi buổi sáng thức dậy như một thói quen hàng ngày cả một dân tộc lại vội vàng mở điện thoại theo dõi hành trình của một vị hành giả chưa có một vị tu sĩ nào được bình luận phân tích dự đoán và đợi chờ đến như vậy bất cứ nơi nào từ trong nhà ra nơi công cộng từ quán cà phê đến nhà hàng từ chợ hẻm cho đến siêu thị lớn ai ai cũng nói đến thầy minh tuệ với sự tung kính vô bờ một phiên livestream về thầy có hàng vạn người xem điều hiếm có về một hiện tượng từ xưa đến nay số lượng video tin bài hình ảnh về thầy còn nhiều hơn bất kỳ ngôi sao nghệ sĩ hay là người nổi tiếng nào nhiều người ngụy biện, lập luận rồi dẫn dắt chứng minh rằng câu chuyện xảy ra về thầy Minh Tuệ là do hiệu ứng đám đông, tính hiếu kỳ mê muội và hoang tưởng của người dân Việt Nam. Nhưng xin hãy biết rằng, một người, mười người, một trăm người, một ngàn người có thể là sai, nhưng không thể có chuyện hàng chục triệu người cùng sai một lúc được. Một điều ai cũng hiểu là thầy Minh Tuệ không quăng pháp không rao giảng đạo Phật, nhưng chính cách hành pháp của thầy là một bài thuyết giảng hùng hồn đầy thuyết phục đến hàng trăm triệu người. Không riêng Phật tử, cả tín đồ Công giáo tinh lành cao đài đều khát khao một niềm tin tâm linh cũng như những lời tán thán biểu dương xuất phát từ đáy lòng đầy ngưỡng mộ của họ. Bởi thế cách đây khoảng hai trăm năm, đại văn hào người Pháp Victor Hugo đã viết rằng hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới này. Ngưỡng mong Thầy luôn bình an trên dạng dặm đường. Nam mô a di đà Phật. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video của chúng tôi. Kính chúc quý Phật tử nhiều sức khỏe, luôn giữ vững chánh đạo của mình trên con đường nghe Pháp học đạo. Hãy nhìn và cảm nhận mọi việc bằng cảm quan, bằng trái tim và cả bằng trí tuệ quý vị nhé. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến! Sau sự việc ngày 6 tháng 6 năm 2024, khi Đại Đức Thích Nhuận Đức bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm thuyết giảng trong mọi hình thức, biệt chúng sám hối tại Tổ đình Hồ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời phải sám hối chư tăng và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, giao ban pháp chế, ban kiểm soát và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức trong vòng một năm. Sau một năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh, việc hành trì qua nghi giới luật của đại đức Thích Nhuận Đức thì mới đây thêm một vị sư nữa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam gọi tên. Chiều ngày mùng 7 tháng 6 năm 2024, theo thông tin của báo giác ngộ liên quan tới dư luận xã hội và thông tin đại chúng về các phát ngôn, việc làm thuyết giảng của thường tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban tôn giáo chính phủ đã có văn bản đề nghị thẩm tra và báo cáo về việc này. Theo đó, ban tôn giáo chính phủ đã đề nghị ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhà nhằm thẩm tra, ra soát, xác minh về những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang bị dư luận phản ánh. Cụ thể là những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y tam bảo của Phật giáo. Được biết, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị ra soát thẩm tra và xác minh trong trường hợp nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm minh. Trước đó, chúng ta thấy liên tiếp những vụ lùm xùm gây chấn động dư luận khiến cho tên của vị tu sĩ này lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Từ những bức ảnh khiến cho dân mạng xã hội dậy sống đến những phát ngôn ngông cuồng của một người nổi tiếng được cho là đệ tử ruột của thầy Thích Chân Quang cho đến những đoạn ghi âm những đoạn video thuyết giảng gây sốc dư luận mới được hé lộ. Công chúng đang đặt ra câu hỏi chuyện gì đang thực sự xảy ra. Một số bình luận trên mạng mang tính hài hước. Tạm tai của Thầy Thích Chân Quang đã tới rồi sao? Những gì diễn ra ngày hôm nay do chính Thầy Thích Chân Quang gây ra. Hay như cách Thầy vẫn hay nói là gieo dân nào thì gặt quả ấy hay thầy vẫn là nạn nhân là người bị hại của một chiến dịch công kích ác ý của những thế lực có âm mưu sâu xa chúng tôi không có tư cách để phán xét chúng tôi chỉ ở đây để cung cấp cho quý vị một cái nhìn đầy đủ đa chiều nhất về nhân vật đang gây tranh cãi dữ dội này và hãy để bản thân của quý vị là người tự kiểm nghiệm và đưa ra những nhận định đánh giá cho chính mình Đầu tiên vào ngày 17 tháng 5 năm 2024, sau rất nhiều tranh cãi và yêu cầu làm rõ, giáo hội Phật giáo xác nhận đã làm việc với Thượng Tòa Thích Chân Quang để kiểm điểm. Lý do mà Thầy Thích Chân Quang bị kiểm điểm là gì? Đưa ra các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý của Phật giáo làm hoang mang xã hội không đúng với tôn chỉ. Một số lời dẫn dụ có nội dung như thế này có những người thích vô phòng máy lạnh thiệt lạnh thiệt mát sống ngược lại với cái nóng bên ngoài thầy vẫn nói người này hơi ác đời này có nhiều người bị lỡ miệng ung thư miệng cũng bởi vì sao đời trước thích câu cá không bao giờ mình nằm hay ngồi mà gác chân lên cao ngang đưa ngang đầu ngang mặt người khác rồi thầy lý giải do lúc nằm võng nhất là nằm gần đường tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đạp bằng chân vô mặt hết nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vì vậy cho nên cái võng là cái nơi mà tiêu diệt hết mọi công đức của chúng sinh kể về việc ma đói mà còn không nói được thượng tọa thích chân Quang giải thích đó là do lúc sống đã dùng giọng nói chửi bậy phỉ bán kinh điển và hát karaoke cho nên ai hát karaoke nhiều người đó có nguy cơ chết làm ma cầm hay khi nói về nhân quả của việc trồng cà phê của bà con nông dân mình trồng cà phê người ta uống người ta mất ngủ mốt quá mình mất ngủ thì ráng bà chịu mình gieo nhân gì thì ra quả đó khi nói về việc cúng dường cho chùa thí dụ như mà mình có cái nhà mà tự nhiên sát bên chùa mình nhìn qua nhà chùa mình thấy cái chùa chật chội phật tử tới nhiều mà chùa chật quá thì nói thẳng một câu mà người có tâm đạo đó cũng luôn cả cái nhà mình cho chùa luôn dọn đi chỗ khác ở cứ ở cái chòi nào đó ở bình thường thôi cũng hết thành đất của chùa rồi sau này sẽ coi con cháu mình nó hưởng được phước. Lúc còn trẻ mà ham mê du lịch nhiều nơi, tới khi về già bị liệt, nằm một chỗ, đó là nhân quả. Đi du lịch, chúng ta hãy đến những nơi tu tập tâm linh giác ngộ. Đi để làm từ thiện cúng dường là chính. Đừng có đi chơi, đi ăn hải sản, vì như vậy là hết phước liền. Còn rất rất nhiều câu nói về nhân quả của Thầy Thích Chân Quang khiến cho cộng đồng mạng bất bình. Nhưng phải kể đến đỉnh điểm nhất của những phát ngôn này là khi Thầy Thích Chân Quang nói về Thầy Thích Minh Tuệ như sau. Thí dụ như thấy một cái tay nó, nó mặc đồ rách, nó ôm cái mát, nó đi lang thang. Ô, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh, cũng là tào lao ba trận. Mà không biết có phải tay đó nó thiệt không, nó tu cái gì, nó học cái gì? Nó học bao nhiêu kinh điển? Nó dứt tâm chưa? Nó biết cái giới hạn giới luật là gì không? Lời Phật dạy, nó học được bao nhiêu cái? Sửa được cái gì rồi? Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm nó đi, thế là, ô, đây là bậc thánh của tôi. Đó cũng là ba trận, đó cũng là tà tư duy. Và rồi ngày 17 tháng 5 năm 2024, các phương tiện truyền thông công bố sự việc giáo hội Phật giáo kiểm điểm thượng tòa thích chân quan. Thế nhưng, trên thực tế thì buổi làm việc đã diễn ra được gần một tháng trước đó, tức là vào ngày 19 tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, thượng tòa thích chân quan cũng được xác nhận đã không còn nắm giữ chức vụ lớn trong giáo hội nữa. Trước kia, Thượng tòa Thích Chân Quang từng đảm nhiệm chức vụ là Phó trưởng ban kinh tế tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng hiện tại thì ông chỉ còn là trụ trì của chùa Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà thôi. Chúng ta cứ ngỡ động thái dứt khoát này của giáo hội sẽ chấm dứt những ồn ào thị phi xung quanh thượng tọa Thích Trân Quang. Nhưng không, ngày 27 tháng 5 năm 2024, mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh của thầy Thích Trân Quang ăn mặc giản dị, thế nhưng lại ngồi trong phòng trưng bày xe hơi. Chủ tài khoản đang tải hình ảnh này bày tỏ lòng biết ơn với vị khách hàng là thầy thích chân quan và tiết lộ rằng thầy đã bỏ ra một khoản tiền là hơn 2 tỷ đồng để mua một chiếc xe Volkswagen và Rogan màu tỏ nâu. Ngay sau khi sự việc mua xe được lan truyền trên mạng xã hội, có thông tin thầy thích chân quang đã bỏ cọc và không mua nữa. Thế nhưng chừng đó vẫn chưa là gì so với kiếp nạn tiếp theo đây. Nữ diễn viên Angela Phương Trinh, người được coi là học trò thân cận của thầy Thích Chân Quang, liên tiếp cho ra những bài viết gây tranh cãi. Từ những dòng trạng thái video tỏ thái độ mỉa mai gây gắt dành cho một vài cá nhân tổ chức, đến gọi những quan điểm đi ngược lại với mình là truyền thông bẩn hay là giặc Cư dân mạng bức bình cho rằng Angela Phương Trinh tự xưng là Phật tử mà tâm còn quá sân si, nghiệp càng nặng. Người ta không làm gì động tới mình, thế nhưng lại dùng những lời lẽ hằng học mỉa mai phán xét, mà khẩu nghiệp thì lại là loại nghiệp nặng nhất trong các loại nghiệp. Dù việc ồn ào đến mức mà Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã phải lên tiếng sẽ trao đổi với Sở Thông tin Truyền thông về trường hợp có tài khoản tên là Angela Phương Trinh trên góc độ là chuyên môn văn hóa. Sự việc càng trở nên ồn ào khi mà chính gia đình của nữ diễn viên cùng lên tiếng. Em gái của cô là Lê Ngọc Phương Trang cũng đã viết một bài dài trên trang cá nhân có tiết xanh chính chủ để giải bài rằng chị gái Phương Trinh không còn là người chị mà cô biết của trước kia. Vì những gì mà chị Trinh thể hiện bây giờ không giống như những gì mà chị từng dạy em gái. Cô cho biết rằng đã từ lâu chị gái đã không liên lạc với gia đình. Chia sẻ về vấn đề cá nhân nên là Phương Trang thực sự hoảng sợ khi nghe được nhiều nguồn tin trên mạng về việc chị đang rất khó khăn trong kinh tế sinh hoạt hàng ngày và nhiều thứ khác nữa. Gia đình đã cố hết sức để khuyên can Phương Trinh, thế nhưng không có gì thay đổi. Về phía mẹ ruột của Phương Trinh cũng đã chia sẻ lại bài viết của Phương Trang và kèm dòng chú thích cho biết rằng con gái đã bị giận dắt, đang u mê. Điều đáng nói là bà chỉ đích danh thầy thích chân quang. Đọc những lời đau xót của mẹ già em gái Phương Trinh, đã có không ít người cho rằng từ một cô gái xinh đẹp thương mẹ chăm em trở thành một người như hiện tại, khiến cho mẹ đau lòng bất lực, em gái bị liên lụy vì khủng hoảng truyền thông do chị gây ra. Chúng ta hay thường nghe câu Tu đâu cho bằng tu nhà Thờ cha kính mẹ mới là chân tu Như phương trình Chân tu đâu chưa thấy Những gì mà cô đang đi theo Như được các ma dẫn lối Đến u mê lạc đạo Trong lúc mà vụ lùm xùm của đệ tử ruột Chưa đâu vào đâu Thì lại có một đoạn ghi âm từ nhiều năm trước Được tung lên mạng xã hội Đã khiến cho nhiều người bàng hoàng kinh hãi về một bậc tu hành nếu như những thông tin này là sự thật trong đoạn ghi âm là những đoạn thoại đối chất giữa các nhà sư được cho là của sư thầy thích chân quan sư thích thiền hòa thích bảo nguyên thích bảo nhật liên quan về việc bê bối ở chùa trên hết nếu như đoạn ghi âm này là có thật có tính xác thực từ phía cơ quan chức năng thì đó sẽ là một cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng có thể sẽ khiến cho thầy thích chân quan phải đối mặt với pháp luật. Sự việc này sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin chính xác từ phía cơ quan có thẩm quyền. Thượng tọa Thích Chân Quang đã từng nói, muốn đánh dân tộc ta thì phải đánh đạo Phật trước. Vẫn biết bao nhiêu âm mưu thế lực thù địch dồn ngó quê hương ta, thì đạo Phật ta vẫn luôn giữ vững để lập trường mình yêu nước thương nội giữ gìn cái chính nghĩa là như vậy thì không phải là mọi thế lực đều thích ta họ tìm cách phá ta và ta phải hiểu về họ để đề phòng cho chính mình ở việt nam đạo phật luôn gắn bó đồng hành cùng với dân tộc khi nói về người á đông thì người việt nam của chúng ta sẽ nghĩ ngay tới mái chùa tiếng chuông câu kinh kệ lập luận của thượng tọa thích chân quang và những người ủng hộ của ông là nếu như đạo Phật bị xã hội quay lưng, thì xem như bức tường về tinh thần và đạo Pháp của dân tộc đã bị đạp đổ. Sau đó thì một tôn giáo mới sẽ được thay vào đó là một cuộc chiến không tiến súng. Thế nhưng nguy hiểm hơn, nếu muốn xóa sổ ngôi nhà Phật giáo, thì phải đánh cho sập rường cột của ngôi nhà đó đi. Những rường cột này chính là các bậc cao tăng, hiền đức quy tụ được sự kính ngưỡng của đông đạo Phật tử, triệt hạ uy tín của các bậc cao tăng rồi, thì cái quý giá nhất là đạo tâm của rất nhiều Phật tử cũng sẽ sụp đổ. Đạo Phật vì thế mà cũng dần suy thoái, biến mất theo. Chính vì thế mà những người ủng hộ Thầy Thích Dân Quang cho rằng không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian gần đây là xuất hiện hàng loạt các tín đồ thất thiệt những bài viết công kích nói xấu nhục mạ những lời buộc tội vô căn cứ nhắm vào các vị cao tăng trong phật giáo phủ sống rộng rãi khắp các ngôi chùa cũng như là đầy rẫy trên mạng xã hội thầy thích dân quan càng là mục tiêu phải tập trung chống phá vì thầy thường hay giảng giải về lòng kính phật lòng yêu nước kêu gọi phật tử yêu đất nước dù có phải hy sinh tất cả chúng tôi tin rằng khi nghe đến đây thì mỗi người trong chúng ta đều đã có kết luận cho riêng mình. Cá nhân chúng tôi, những người làm truyền thông Phật giáo nghĩ rằng những thông tin cáo buộc về Thầy Thích Chân Quang cần được điều tra một cách nghiêm túc. Bởi vì nếu những thông tin đó là bố nhỏ thì cần làm rõ để trả lại sự trong sạch cho nhà tu hành. Còn nếu tất cả là sự thật thì hãy để cho Thầy Thích Chân Quang công dân dương tất diệt chịu trách nhiệm trước pháp luật trước những người đã bị ông làm ảnh hưởng và cũng là trả lại sự trong sạch cho Đạo Phật. Ngày nay, rất nhiều giới luật đều đã bị sửa đổi. Một số hòa thượng còn được lãnh tiền lương tiền thưởng, thậm chí ngày lễ thăm bà con thân thích còn có tiền gửi về nhà, thậm chí cưới vợ dưới quê, mua nhà mua cửa. Chùa chiền lại biến thành nơi của những kẻ buôn thần bán thánh, chúng sinh, tham tiền tài vật chất, không tu đức chân chính tặng ni trong chùa đã có những kẻ vô đạo mà còn dâm dục phóng tục lại cũng có những người trở thành thầy tu mà không chân tu sự phá hoại từ bên trong là sự phá hoại nguy hiểm nhất những người khoác áo phật gia như thế nhưng không chân tu làm diện mạo của phật pháp bị quen ố khó lý giải và trở thành chỉ đoan trong mắt người đời những người như thế thì phải cương quyết loại bỏ thế nhưng không gì thế mà chúng ta đánh đồng phủ nhận bao nhiêu tăng ni trong và ngoài nước đã và đang tu hành chân chính làm công việc cứu khổ độ sanh và giữ gìn riêng mối tâm linh đạo đức cho dân tộc trong bao nhiêu năm qua hãy để cho đạo Phật mãi là một tôn giáo tốt đời đẹp đạo khiến cho mọi người hướng về Phật với sự coi trọng chân thành và giản dị như bao đời nay trên dải đất hình chữ S này Chúng ta không thể tha thứ cho những việc mượn đạo Phật truyền bá những thứ trái với luân thường đạo lý, phục vụ mục đích kinh doanh và vụ lợi, hay là chia rẽ các tôn giáo với nhau và trong cùng một tôn giáo. Chúng ta không thể để giả lây cho những vị tăng ni Phật tử chân chính, những con người sống vì nhân dân, vì tổ quốc, cống hiến cho cuộc đời. Xin cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã xem hết video này của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể để lại những ý kiến cá nhân cũng như các góp ý cho chúng tôi dưới phần bình luận của video nhé. Kính chúc quý Phật tử và quý khán thính giả thân tâm luôn an lạc. Hãy dùng trí tuệ và lòng từ bi để soi sáng con đường nghe Pháp tu học của mình quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, Hoàng Pháp là một nghĩa chủ thiên liêng của tất cả những người thực hiện nếp sống xuất gia phạm hạnh. Nhớ khi xưa, Đức Thế Tôn từng khuyến khích, hỡi các tỳ kheo, các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi người mỗi ngã, hãy truyền bá chánh Pháp. Này các tỳ kheo, chánh Pháp toàn thiện ở phần đầu, phần giữa cũng như phần cuối, cả trong ý tứ và lời văn, hãy tuyên bố cuộc sống quan thiện và thanh tịnh. Chính như Lai cũng đi, đi để hoàng dương chánh Pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của giáo Pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác. Được vậy, các ông đã hoàn tất nhiệm vụ. Ngày nay, giới sứ mạng tối cao hiến trọn đời mình cho lý tưởng lời tha, Chúng ta phải tận dụng hết khả năng của mỗi người nhằm đẩy mạnh bánh xe chánh pháp bằng cách đem giáo lý truyền khắp nhân gian để nhà nhà học Phật, người người học Phật và mang lại hạnh phúc an lạc cho chúng sanh giữa cuộc đời đầy đau khổ. Nhưng muốn thành tựu vẻ vang, muốn trở thành một vị giảng sư hoàn hảo trọn vẹn cả tài lẫn đức thì đòi hỏi ở giảng sư phải hội đủ các yếu tố siêu diệt để làm hành trang trên lộ trình hoàng dương chánh pháp đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng sanh theo hòa thượng thích thông bửu người hoàng pháp phải có bảy đức tính siêu diệt sau đây thứ nhất đạo đức của vị giảng sư như trụng thấp của biển cả thứ hai tài trí như sự hùng dĩ của núi rừng thứ ba thản nhiên như sự bình lặng của đồng bằng thứ tư minh triết như sự chiếu sáng của mặt trời. Thứ năm, phương tiện như sự thâm nhập của không khí. Thứ sáu, hòa hợp như sự hiện hữu của muôn loài nơi vũ trụ. Thứ bảy, bao dung như sự bao la của không gian. Thế nhưng thời gian gần đây, trên không gian mạng chia sẻ rất nhiều video thuyết pháp của một số nhà sư gây rất nhiều bất bình và bức xúc trong quần chúng dân dân một trong số các vị sư đó có đại đức thích nhuận đức những bài thuyết giảng của ông đã thu hút sự chú ý và gây nên làn sóng phản ánh mạnh mẽ từ dư luận các video này chủ yếu được phát tán qua các nền tảng mạng xã hội như youtube facebook tiktok và các trang web phật giáo thu hút sự chú ý đáng kể từ cộng đồng gây nên một làn sóng tẩy chay vô cùng mạnh mẽ nhiều người cho rằng các video này mang tính phản cảm, không phù hợp với truyền thống Phật giáo văn hóa Việt Nam. Các bài giảng và nghi lễ được cho là gây tranh cãi, thậm chí bị xem là xa rời giáo pháp, diễu cợt với những giá trị tôn nghiêm của Phật giáo. Trước sự việc trên vào ngày 6 tháng 6 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những động thái vô cùng quyết liệt đưa ra hình thức kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức do những video thuyết giảng nghi lễ của ông bị phản ánh phản cảm trên không gian mạng. Trong thông báo số 223 do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư Ký, Kim Chánh văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Ký khẳng định các phát ngôn và thuyết giảng này đã làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do vậy, Đại Đức Thích Nhuận Đức bị giáo hội nghiêm cấm không được thuyết giảng trong mọi hình thức. Bên cạnh đó, Đại Đức Thích Nhuận Đức phải sám hối trước chư Tăng và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời bị kỷ luật biệt chúng tổ đình hộ pháp thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam giao ban pháp chế Trung ương, ban kiểm soát Trung ương, và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức trong vòng một năm. Sau một năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có báo cáo về đạo hạnh việc hành trì quay nghi giới luật của Đại Đức Thích Nhuận Đức trong năm đó. Trước đó liên quan những video thuyết giảng nghi lễ do Đại Đức Thích Nhuận Đức trên không gian mạng bị dư luận phản ánh và cho là phản cảm thì vào ngày 4 tháng 6 năm 2024, lãnh đạo ban thường trực hội đồng trị sự, lãnh đạo các ban hoàng pháp, pháp chế, kiểm soát, thông tin, truyền thông và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Đại Đức Thích Nhuận Đức tại Thiền viện Quảng Đức quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét đánh giá và chỉ ra các sai phạm, Đại Đức Thích Nhuận Đức đã xin sám hối chư Tăng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong thư sám hối được lan truyền trên mạng xã hội chiều ngày 6 tháng 6 năm 2024, ký bởi Đại Đức Thích Nhuận Đức cho biết vị này đã nhận thức về sai phạm của mình. Thư sám hối của Đại Đức Thích Nhuận Đức bày tỏ con được quý ngài chỉ dạy những điểm sai và con đã nhận thức ra được những sai phạm của mình. Con cảm thấy mình có lỗi quá nhiều và làm ảnh hưởng đến quy tín của giáo hội, ảnh hưởng đến hình ảnh trang nghiêm của chư Tôn Đức Tăng Ni nói chung. Đại Đức Thích Nhuận Đức bày tỏ trong thư sám hối như vậy. Đại Đức Thích Nhuận Đức cho biết kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2024 sẽ xin sửa sai khắc phục hoàn toàn đại đức thích nhuận đức cũng cho biết những bài giảng mang tính nhạy cảm con đều gỡ xuống hết trên các nền tảng mạng xã hội của con đồng thời con nguyện sẽ không thuyết giảng trong vòng một năm để thời gian này chuyên lo sám hối vị này đã hứa như vậy những video thuyết giảng và nghi lễ của đại đức thích nhuận đức với phong cách trình bày và nghi thức bị cho là phản cảm và không phù hợp đã gây ra nhiều tranh cãi và bất bình khiến cho nhiều người cảm thấy không thoải mái và lo ngại về sự suy giảm giá trị truyền thống của phật giáo giáo hội phật giáo việt nam lần này đã có động thái quyết liệt nghiêm cấm đại đức thích nhuận đức thuyết giảng dưới mọi hình thức lệnh cấm này không chỉ áp dụng cho việc thuyết giảng trực tiếp tại các chùa chiền mà còn bao gồm cả việc truyền bá qua các phương tiện truyền thông hiện đại như truyền hình và các nền tảng mạng xã hội như youtuber facebook tiktok quyết định này được đưa ra nhằm duy trì sự trang nghiêm trong việc truyền bá giáo lý phật giáo đồng thời bảo vệ uy tín và hình ảnh của phật giáo trong mắt của công chúng những hành động mạnh mẽ này đã góp phần chấn chỉnh và đảm bảo rằng các hoạt động truyền bá giáo lý phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và chuẩn mực của phật giáo giáo hội cũng hy vọng rằng qua sự việc này các vị chư tăng ni sẽ thận trọng hơn trong việc truyền bá giáo lý đảm bảo giữ gìn các giá trị truyền thống và tôn trọng các chuẩn mực đạo đức cần có của một người hoàn pháp việc đại đức thích nhuận đức bị cấm thuyết giảng không có gì bàn cãi đó là một việc làm cần và nên làm giữa bảo truyền thông về phật giáo như hiện nay khiển trách các sai phạm của một cá nhân để thức tỉnh cũng như răng đe một bộ phận cá nhân đang đi sai lệch với giáo lý phật giáo hy vọng đại đức thích nhuận đức dành thời gian một năm này để tự kiểm điểm và suy ngẫm về những phản ánh từ cộng đồng đây là cơ hội để ông lắng nghe và học hỏi từ những phản hồi điều chỉnh phương pháp truyền giảng sao cho phù hợp hơn với truyền thống và tôn chỉ của đạo phật Thế nhưng có một điều chúng tôi đang tự hỏi rằng Một bộ phận Phật tử ngồi bên dưới lắng nghe những bài giảng phản cảm Và đi ngược lại giá trị tôn nghiêm của Phật giáo Với tâm thái đón nhận một cách dữ cợt, cười sang sảng Họ có suy nghĩ gì? Rất đông Phật tử ngồi ở dưới nghe Pháp một cách quan hỷ Và tung hô trước những nội dung phản cảm Đang vô hình chung, đem lại những hậu quả không mong muốn Đối với sự truyền bá lệch lạc, đi ngược lại với tôn chỉ của Phật giáo là mất đi giá trị truyền thống và tôn nghiêm của Phật giáo. Chúng ta là những người nghe pháp học đạo, cần phải có cái nhìn khách quan và sự nhìn nhận đúng đắn khi tiếp nhận những bài giảng và nội dung Phật giáo. Chúng ta không nên quan hỷ đón nhận mọi thứ mà không cân nhắc. Hãy giữ vững niềm tin trong những giá trị truyền thống và tôn nghiêm của đạo Phật bằng trí tuệ của chính mình. Điều này sẽ giúp chúng ta tiếp tục đi đúng hướng và bảo vệ được bản sắc của Phật giáo trong thế giới đầy biến động này. Cầu chúc cho quý Phật tử và quý khán tính giả luôn tinh tấn trong hành trình tu học, luôn học Phật bằng những bài giảng sáng suốt và học cách truyền bá đạo lý của Đức Phật một cách đúng đắn và chân thành. Mong rằng mỗi người luôn có lòng kính trọng và tôn nghiêm khi tiếp nhận và học hỏi từ những bài giảng, từ những nguồn sách kinh điển và từ những hướng dẫn của các vị thầy đại đức có tâm thiện lành hướng Phật. Nam mô A Di Đà Phật.